Giấc ngủ bên bếp lửa hồng soi hiu hắt mái tranh nghèo. Anh thèm được nghe tiếng dòng đông đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tà áo em bay. Dù ở quê người nơi phồn qua, nhưng biết tìm đâu bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Lời ru của mẹ âu ơ, dù cho sông cạn núi mòn, tình quê xin gửi cho trọn người ơi. Về quê lần này anh sẽ cấy người mai môi, đem cao trầu sang dạm hỏi cưới em, cho sông quê không ngăn cách đôi bờ, cho nhung nhớ không dài theo năm tháng. Nhẹ bước bên nhau trên đường quê rợp mát, thực tế hay mơ mà nghe lưu luyến là thường. Thực tế đây rồi chứ nào phải mơ đâu, từng bãi đê ruộng lúa, dù ở xa xôi nơi chân trời góc biển, anh vẫn mơ hoài hình bóng của quê hương. Đã bao giờ xin hết ạ. Trời ơi, trời ơi, hay quá anh ba ơi. Rồi, cảm ơn chị ba. Thưa quý vị, nghệ sĩ đàn tranh Uyên Trâm, xin mời phần nhận xét của ba vị nghệ sĩ ạ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ngọc Tuấn rất là dễ thương,
Vì giống như một cái anh nông dân chất phác, rất là giản dị và có cái gì đó rất là hồn nhiên. Trong đêm nay là em đã dành một cái tuyệt chiêu cuối, đó là chơi đàn và hát tân cổ. Anh nghĩ rằng là hôm nay em đã tạo nên cái bất ngờ đối với khán giả. Đúng là năm nay là một cái mùa để hội tụ không phải là những người được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng mà chính những cái điều đó nó đã tạo nên một cái làn gió mới. Những cái gì đó nó rất là tươi mới đến cho chương trình. Anh cảm thấy rất là tự hào khi đã có được những cái thí sinh xuất sắc đến như vậy. Và anh nghĩ là Ngọc Tuấn đêm hôm nay đã tỏa sáng. Một lần nữa thì chắc là gia đình em với bà xã của em xem chương trình sẽ cảm thấy rất là tự hào. Nhiều người sẽ gọi là yêu thích em bởi cái vẻ ngoài mộc mạc và bởi tài năng của em đó. Vâng, chắc chắn là một chàng trai rất tài hoa. Cái điều đặc biệt của Tuấn ở đây nhận thấy cái điểm là người Bắc hát ca cổ của người Nam, đó là cái điều cực khó. Vì và quan trọng là hát rất Nam Bộ. Hát rất Nam Bộ, chỉ lâu lâu có một xíu mấy chữ thôi, không chỉ quan chờ. Trọng. Chỉ chờ. Dính đúng chỉ chờ thôi. Ba tiết mục ngày hôm nay, các bạn hoàn toàn tự nhiên như là mình là một nghệ sĩ thật sự. Mình chính là thần tượng của mình. Chính sự tưởng tượng đó làm cho các bạn có tiết mục rất là tự nhiên và dễ thương. Độc đáo có luôn và được sự đón nhận của mọi người. Đúng không quý vị? Yeah. Cái đó là một sự thành công và không có lời khen nào bằng những tràng pháo tay của mọi người đây và sự tiếp ứng của mọi người. Khi bạn diễn tới đâu thì ở đây vỗ tay tới đó. Đó là sự tiếp ứng trực tiếp với nhau. Cái điều đó phải tự nhiên mới có được. Chúc mừng tiết mục này. Cảm ơn chị ạ. Và tôi là tôi thoái như cái lúc mà bạn vừa về tới đầu làng thôi là có trưởng làng đứng đón bạn liền. Xin mời trưởng làng chia sẻ đôi điều. Bạn là một người cực kỳ không chuyên nghiệp, nhưng lên sân khấu luôn luôn phát ra âm thanh và cách hát của một người chuyên nghiệp. Cái tiết mục của bạn là tiết mục có thể người ta mua vé vào coi được, nghe, thích, đi thu âm, bán đĩa, được luôn. Là tại vì nó đạt được cái độ chuẩn mực của cái voice của cái người đi hát chuyên nghiệp. Nó quá giống mình Mạnh Quỳnh, mà giống không đủ, có tình cảm luôn. Cái đó mới khó. Chứ bắt chước được cái giọng không chuyện bình thường. Nói chung là hôm nay bạn làm tôi bất ngờ thật sự. Bạn là một thí sinh rất đặc biệt. Chưa bao giờ tôi thấy có một năm ca sĩ thần tượng mà khó chấm như năm nay. Chất lượng phải nói là tốt đồng đều, tốt nhất trong 3 năm. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý là hôm nay ba vị giám khảo sẽ phải rất là khó trong việc lựa chọn. Tại vì mới ba người mà đã sơ sơ thấy ba quán quân rồi. Bây giờ... Thiệt á? Dạ. Đây nha, tôi nói thiệt nha. Là ba tiết một quán quân nên nằm trong ba cuộc thi khác nhau. Dồn lợi diễn, giận. Thôi bớt giận. Không biết đường chấm luôn. Rồi một lát ra hai người nữa quán luôn, quân luôn, rồi tôi về quán tôi ngồi. Một lần nữa dành một tràng pháo tay cho Ngọc Tuấn. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.